kế hoạch như vậy. Các đồng chí còn ý kiến gì không? Còn em? Chúng ta chia tay nhau, mỗi người mỗi việc, chu đáo, đúng ngay. Bao giờ cho tụi em thấy mặt nhau anh Tư? Sau trận đánh này, phải không anh Bây Tư? Giờ thì chưa. Anh định đánh một trận này thôi sao? Biết tôi thế nào mà kêu tôi bằng anh? Chưa thấy mặt, nhưng biết là anh lớn hơn. Đoán coi bao nhiêu? Cũng ngót nghét 40. Còn em? Cũng ngoài 30 rồi. Nghe giọng hát, anh đoán em cỡ 14, 15 gì đó. Dạy anh hát đi. Sau trận đánh, nếu muốn em dạy bài hát, anh phải chịu một điều cấm. Cấm điều gì? Rượu? Không. Thuốc? Không. Vậy chứ cái gì? Cấm anh không được chết. Chỉ được hy sinh thôi phải không? Trời cao nắng mang ấm lại, mưa xa lạnh lẽo chân trời, nụ hồng lên tươi thắm ban mai, hồng sinh vẫn sinh một đời, thơm tho tâm lòng nhân ai, tình yêu xưa đêm tối cho đời con xanh mãi, theo nước trôi về trên lá giọt nắng vu vơ, một lời hát là trôi đến vô cùng nỗi nhớ êm đềm. Đi lại. Không có gì hết. Đi. Nó vừa ăn cắp bánh mì của tao, bây giờ nó đâu rồi? Nó mua cho cháu mà. Tao ghét thứ ăn cắp nha. Tôi cũng ghét thứ ăn cắp lắm. Mày chết với tao nha con nhỏ. Em tên gì em? Bạn nó gọi em là Thương Thương. Thương Thương, nhà em ở đâu? Em làm gì có nhà. Nè, ba má em ở đâu? Em làm gì có ba má. Vậy chứ hằng ngày em sống bằng cách nào? Việc gì em cũng làm, em bán cả báo nữa đó. Nhưng dạo này ế lắm, Việt Cộng không có đánh mà. Ủa, sao Việt Cộng không đánh mà báo lại ế? Cô không biết sao, nổ một cái trầm trời ở Sài Gòn á, báo đề Mỹ chết lăng chiên đổ đàn đê, là bán chạy hơn tôm tươi nữa đó. Nắng mang, nắng mang ấm lại, mưa xa lạnh lẽo chân trời, nụ hồng lên tươi thắm ban mai. Gió bay hoài, dòng sông trôi mãi, lặng lẽ nơi xa, một đời núi bao giờ đánh hả anh Tư? Phải tùy công việc của Tho nữa. Sao tùy cô ấy? Chưa có thuốc nổ thì đánh bằng gì? Tình hình tài chính vẫn kẹt lắm, tự túc dài dài đó. Muốn đánh vào đây cần phải có một chiếc xe du lịch chứa thuốc nổ. Tiền ở trên vẫn chưa rót về kịp để mua xe. Mình đã xoay sở hết sức, nhưng vẫn còn thiếu vài chục ngàn nữa. Cần phải có một chiếc xe du lịch chứa thuốc nổ. Tiền ở trên vẫn chưa rót về kịp để mua xe. Mình đã xoay sở hết sức, nhưng vẫn còn thiếu vài chục ngàn nữa. Một, hai, ba, bốn, năm,
được rồi. Nè, sao liều dữ vậy? Hay là thôi đi, chịu thua ngay. Họ có cho lãnh tiền không? Đâu được cha nổi. Vậy quanh nữa. Nghe đây, có chuyện gì thì cháu rút cái chốt, gói chất nổ sẽ rớt xuống sông. Tất nhiên là giữ đến phút chót, vì chất nổ bây giờ khó chuyển về lắm. Đến trạm kiểm soát sẽ có một tổ chức làm rối loạn bến. Cháu nên tạo cơ hội mà vượt qua, nghe chưa? Họ làm rối loạn kiểu gì vậy bác? Bọn trẻ nó có sáng kiến. Cái gì chứ cái chuyện làm rối trí bọn lính thì quân tóc dài nhà ta thiện nghệ lắm. Ê, ghé vô, ghé vô. Đi không mà anh ơi, làm gì nhẹ tay dùm chút đi. Trời ơi, làm gì mà lục quá chữ vậy? Thôi, nó chơi cái đèn xét rồi lẹ. Anh lục cái gì mà tăng bằng cái bè ra của người ta vậy mà sao cũng muốn bán? Xét rồi, lục không? Lục coi vậy, nhẹ tay người ta hỏi làm sao? Anh làm cái gì mà được không vậy? Tôi biết mượn xuống, đưa xuống coi. Anh làm cái gì mà rồi vô người ta vậy? Sao cái gì thì tôi chịu đưa coi. Anh cứ đường đi nha, đồ thử quá. Anh kia làm gì kia vậy? Ngon ha, chờ đến lượt tao sẽ sót. Ngon chứ, cho hỏi thiếu quý đâu. Có quà của người nhà gửi cho thiếu quý nè. Ê, quà gì vậy? Lựu đạn nè. Báo cáo thiếu quý. Hết giờ làm việc rồi mày. Thượng sĩ đâu? Dạ, thượng sĩ biểu đem quà này về cho thiếu quý. Quà gì? Dạ, quà của một cô ở trạm kiểm soát gửi. Một cô à? Tụi bé có kiểm soát kỹ không? Dạ, cô ấy bảo là người nhà của thiếu quý. Tao làm gì có người nhà ở miệt trong này. Tụi bay dễ tin quá. Tụi nó như thế nào? Đưa mặc áo trắng, đưa mặc áo đen. Bắt hết bộ áo trắng áo đen trên sông. Đứa nào? Không có đứa nào hết. Không có đứa nào hả? Vậy mày bắt người ta làm gì? Vô tức. Còn đứng đây làm gì nữa? Cho người ta về. Con về đi mấy má. Ngon lành rồi đó nghe. Nếu đánh thêm mấy cái nữa thì chắc chết. Lần chót nha. Không được liều lĩnh vô kỷ luật như kiểu lên võ đài đó. Chịu cho nó quá trang lại cái mặt mà góp phần kiếm ra được cái xe này. Em cứ tưởng là thành tích thì rất tốt, nhưng không phải vì thế mà vi phạm kỷ luật.
đúng 9 giờ 5 sẽ nổ. Nếu cậu không tiếp cận mục tiêu thì tháo ngòi nổ ra liền. Thế nào, thưởng hai của cậu cái gì đây? Cho tụi em thấy mặt nhau. Chưa được đâu. Bộ anh tính đánh một trận này rồi thôi à? Biết ngay mà. Thế nào rồi cậu cũng để đặt yêu cầu đó. Thôi được, ý nói giỡn làm thiệt sao cậu? Kỷ luật đó. Đánh hoài hoài, thấy mặt nhau càng đánh càng hăng. Làm gì mà ấm ức vậy Nam? 5 phút thôi nha. Nói vậy chứ mình cũng biết mặt rồi. Sí. Không tin hả? Nén được nữa. Tại sao hai đứa mình không nhìn thấy nhau một lần, dù chỉ một giây thôi? Đồng chí Năm Cứ, chúng ta sẽ nói thế nào với anh Tư? Chúng ta là đoàn viên. Đầu của mình cũng như anh, sao em không mong đến ngày chúng ta được nhìn thấy mặt nhau? Ôi đến lúc ấy thì hạnh phúc biết nhường nào.
đến với cách mạng mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Hồi đó Năm cứ kiếm sống bằng nghề lái xe taxi. Bọn Mỹ đi xe không trả tiền, nó dắp xông thẳng vào nhà hàng đòi cho bằng được. Cái thằng nhỏ đó nó gan lì lắm, nó gan lì hết chỗ nói. Cô làm ơn nói dùm, này mày đi xe taxi của tôi mà không chịu trả tiền. Thổ cha mày của tiền xe hả? Tự học đâu mà có nhiều miếng đọc quá. Giải cho em mấy miếng nghe anh Tư. Mấy miếng đó thường thôi, anh còn nhiều miếng đọc nữa. Không chỉ đến một thằng, hai thằng, ba thằng. Thiệt hả anh? Anh là người ơn của em, em xin làm đệ tử của anh Tư. Được thôi, nhưng còn phải có thì giờ thẩm tra tư cách học trò nữa chứ. Năm cứ bước vào cách mạng là như vậy. Tao chỉ lo cho tụi bay thôi, còn phải chịu đựng dài dài đó. Xin báo cáo với các đồng chí là đảng ủy cấp trên đã theo dõi sát sao và rất hài lòng về tinh thần và thái độ học tập của chúng ta. Tuy nhiên, các đồng chí cần thận trọng trong việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày. Vừa rồi, tôi nhận thấy các bếp vẫn còn nhiều khói lắm. Bây giờ, các đồng chí giải tán về chỗ của mình, làm bản thu hoạch theo đúng thời gian đã phổ biến. Theo nguyện vọng của chú, tôi bảo Thọ đến đây chơi. Anh đi đâu? Mình ở đây làm gì? Che mặt đi, Thọ đã tới bây giờ. Đi vắng chút về lên đây. Ủa sao không có gì ăn hết vậy anh Năm? Ở đây có bán gì đâu mà mua. Ba cái lương khô tôi với anh Tư ăn sạch trơn à. Cá mắm thiếu gì sao không ăn? Cá đâu mà thiếu. Thôi ngồi nói chuyện chơi, trời nước mênh mông gì mồi đâu mà câu. Anh có lưỡi dao cạo râu không? Có. Để làm gì? Cứ cho em mượn đi rồi biết. Em làm cái gì vậy? Em lại thẻo miếng da chân nữa sao?
Nghĩ như anh, chắc chân em phải cụt đến đầu gối á. Sao em câu giỏi vậy? Có gì mà giỏi, người dùng này ai không biết câu. Vậy mà lâu nay anh cứ tưởng em là nữ sinh Sài Gòn. Em sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Thôi làm gì đó con? À, má về. Má. Má. À, con. Mới 11 tuổi đầu, còn ba còn má, mà em phải chịu sống cảnh mồ côi. Ngày hòa bình được lặp lại, ba đi tập kết. Hẹn 2 năm ba sẽ trở về. Nhưng rồi 2, rồi 3, 4 năm, bọn nó lại gây chiến tranh. Ngày về của ba cứ vậy mà dài thêm mãi. Má ơi, chừng nào ba về, con sẽ làm vòng này cho má đeo. Nhưng ba đi 5 năm, 2 tháng, 6 ngày rồi mà vẫn chưa về. Vậy mà má nói với con là 2 năm ba về. À, bà Tám. Bà Tám. Má còn thêm mít ba. Cảm ơn má. Má lấy con cá về kho ăn á. Thôi để đó con kho cho má ăn đi. Ra coi chừng nghe không? Tụi nó để ý con rồi đó. Nhớ nghe. Trở về, vậy mà bây giờ đã 5 năm, 2 tháng, 7 ngày rồi, sao vẫn chưa về vậy má? Hồi chiều, mày mới nói 6 ngày, bây giờ tăng lên 7 ngày rồi. Ờ, nhưng một chút đến 7 ngày rồi. Có ai ở nhà không? Cho tôi hỏi thăm một chút. Mời hai mẹ con cô lên đồn. Tôi tội tình gì mà mấy ông bắt tôi? Tội gì xin cô lên hỏi cấp trên. Nghe đâu những gia đình liên quan đến kháng chiến đều phải tập trung hết. Bà có hàng xóm ơi. Trời tôi ơi bị bắt. Tôi... Người ta ra lệnh cho tôi bắt lén. Muốn hại tụi tôi sao mà la lên như vậy? Bà có hàng xóm ơi. Trời bà ơi. Cô cứ dùng dằn thì bọn khác nó đến chỉ thiệt thân thôi. Bà con thương nhờ ghét chịu, tôi muốn bắt ai đâu. Chẳng qua hoàn cảnh phải cầm cây súng. Lên trên đó, con cứ giữ vững lý lẽ của mình mà nói. Người kháng chiến là người yêu nước. Đàn bà thì phải là chung thủy với chồng. Không ai có quyền bắt buộc mình phải ly khai với chồng. Mấy chú nhớ là trước sau gì đất nước mình rồi cũng thống nhất. Mấy chú cố gắng mà sống gì bà con ta nghe không? Thưa dì ta, tụi con biết trước sau vậy nấy cũng về. Má Tám, con đi. Nhờ má coi sóc giùm con. Nhà cửa vườn tược đó. Má, chú ý giùm con nghe má. Đi con. Má
cho con chút. Rồi má bị bắt bởi một lý do cũng khá lạ kỳ. Má là người có chồng đi kháng chiến. Cho đến hôm nay, em cũng không biết má bị đày ải tận phương trời nào. Từ ơi Từ, má Tám đây. Nghe rõ không con? Từ ơi Từ, má Tám đây. Từ ơi Từ. Từ đó hả? Má, con đây má. À, con Sáu với con Thò bị bắt rồi. Dạ, nằm ở dưới hầm con nghe hết. Đau điếng mà không biết làm sao. Đêm nay con về ở bên má, rồi sao sẽ tính. Dạ. Bọn tụi nó đã nghi rồi. Trước sau gì bọn tụi nó cũng trở lại đây. Đi con. Dạ. Đi con. Đi. Trời ơi, nụ cười của má em, giọng nói sôi nổi của ba em, cứ mỗi lần nhắc đến là em khóc. Sao cháu không về đi? Con nhỏ nó lì quá. Chị thưa nó rồi hả? Không có lệnh của chị, tôi có lại nó cũng không chịu về chị ơi. Chú cứ đưa hai ngón tay như vậy nè, nói là má dặn. Ừ, như vậy
Lệnh gì là hai ngón tay? Kỳ cục. Má cháu dặn thế này nè. Chị cứ thử xong nó coi. Mày mới về hả Tho? Má mày ở đâu? Má còn ở tù. Về mày ở nhà ai? Chưa biết. Mùa nước nổi, con gió bay về. Rồi em lớn lên trong vòng tay của bà con chòm xóm. Mày đi đâu vậy? Tao qua nhà bà Tám. Mày chưa hay gì hết hay sao? Người ta nói bà Tám có số sắc chồng nên ông Tám chết. Bà cũng có cả số sắc con, vì hai người con của bà cũng chết. Ai mà tới lui với bà cũng bị mắc nữa đó. Đừng có tới. Hí, nói bậy. Đi lên chùa với má nha. Chị Liên kìa. Bé Hồng. Lại đây bà ẵm con. Nín đi con, đừng có khóc nữa. Nè, nín đi, bà cho con cái bánh nè. Bánh nè, con ăn đi, đừng có khóc nữa con. Nín đi, nín đi. Không được. Bà ơi, con lạy bà. Tội nghiệp con, nó còn nhỏ, bà tha cho nó. Mày nói cái gì kỳ vậy sao? Sao? Mày mà cũng tin lời bịa đặt tiền kiện của tụi nó hay sao? Trời ơi! Bà tha lỗi cho con có một đứa con à. Cầu hoài mới được, chủ nó có bề gì chắc con chết. Ha ha ha.
Ba. Con. Ba. Qua đây con. Qua đây. Qua đây với bà con. Con mới về hồi nào vậy? Má con đâu? Má con chưa về. Sao má con chưa về? Con ở lại đây với bà. Dạ. Nè con ăn đi. Ăn đi con. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi con. Coi tao làm xiết mẹ. Vậy cũng mời đặt làm tàn. Thôi lẹ lên đi. Ê tụi bay coi mặc áo kiểu mới kìa tụi bay ơi. Chạy hả? Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Ê chạy đâu vậy? Bỏ đâu hả? Ê mặc áo kiểu mới chạy đâu vậy? Hồi đó em chỉ còn có manh áo rách mặc trên người. Cũng bởi chui rút qua bao nhiêu đồn bót thép gai để tìm má. Em còn nhớ tuy mới 11, 12 tuổi đầu, có lẽ mình là con gái đi chăn trâu ở đợ cho người ta. Em đã biết xấu hổ vì manh áo rách cả ngực, hở cả lưng. Bọn trẻ chăn trâu lúc nào cũng trêu chọc. Bà ơi, áo con rách rớt rồi. Tội nghiệp không? Không còn một cái ao nào nữa. Có một buổi chiều, gió thì hú từng cơn, cánh đồng thì trống trơn, như ngó tới đâu cũng thấy những ma những quỷ. Vậy mà em dám chạy ao đi kiếm áo, ngó những chiếc áo của những thằng hình rơm. Vậy mà còn lành hơn áo của em. Cho tới bây giờ em vẫn còn ân hận. Hình như em đã làm điều gì không phải. Em đã xin hình rơm đổi áo cho em. Khi thì em nghĩ là hình rơm có vẻ bằng lòng, nhưng cũng có khi em chợt thấy hình rơm nhìn em trách móc. Rơm ơi, em có giận chị không? Rơm ơi, em có giận chị không? Không giận hả? Em cười đi. Vậy là em đã bằng lòng rồi hết. Thôi, chị đi nha. Cảm ơn nha. Ngoại tám thì cứ nói hoài, nghèo có chi là xấu. Em không sợ nóng, không sợ lạnh, nhưng em là con gái mà.
mặc áo rách hở cả lưng cả ngực. Em thấy xấu hổ quá chừng. Em hát cho anh nghe đi. Có mỗi bài đó thôi à? Cũng lạ thiệt, bài hát nghe chẳng rõ chuyện gì, vậy mà em hát lại hay chứ. Chắc tại em thích nó, chỉ vậy thôi. Hồi tuyển ba đi tập kết, có một anh bộ đội đã dạy cho em hát bài đó, rồi em thích nó từ đó đến bây giờ. Bữa đó anh có giận em không? Bữa nào? Cái bữa mà anh đòi coi mặt em mà em không chịu đó. Anh xấu hổ thì có, vì anh không đủ nghị lực bằng em. Bữa nay em lại có ý nghĩ là nên để cho anh biết mặt. Vì sắp đám cưới rồi, lỡ ra khi thấy mặt em, anh chỉ bằng lòng vì bổn phận thì sao? Em bỏ lỗi cho anh. Đúng như em nói bữa trước, mình gắn giữ đến cùng, như vậy anh Tư sẽ rất vui. Vì biết chúng mình giúp nhau giữ gìn kỷ luật quân đội, chúng mình lại là đoàn viên. Lâu nay tôi cứ tưởng Thoa là nữ sinh Sài Gòn, không ngờ đời Thoa gian truân quá. Gia đình tôi cũng nghèo, nhưng không thể nào tưởng tượng được là ở xứ sở mình có một em bé nghèo đến nỗi phải đổi lấy cái áo thằng hình rơm để mặc. Chính vì vậy mà Thoa đã trở thành một chiến sĩ từ lúc còn bé. Mới 20 tuổi đời mà đã được 7 tuổi quân. Sau trận này cô cậu sẽ toại nguyện được thấy mặt nhau. Coi chừng nghe, thấy mặt mà chê là tao cho mấy chưởng đó. Nó chơi vậy thôi, còn Thoa nó đẹp tuyệt trần. Thoa em, vì cái quân Mỹ mà chúng ta phải ngăn cách. Dù không biết mặt nhau, nhưng anh rất yêu em. Không phải yêu vì nhan sắc, mà yêu cuộc đời đau khổ và chiến đấu của em. Bên tai anh lúc nào cũng vang vẳng tiếng em hát. Tết vui vẻ nha, gửi lời thăm em gái của cậu nha. Cảm ơn. Anh Tết vui vẻ nha, bye bye. Ok. Mày biết lần này đánh ở đâu không? Kỳ này chuẩn bị lớn lắm, nhất định là đánh ở chiến khu. Anh hát cho bọn em nghe một bài đi. Tôi đã hứa, sau trận này được dự đám cưới của cô, tôi sẽ hát mà. Nên để dành cho cái ngày đặc biệt đó. Một đám cưới thật là vui. Tôi tò mò một chút, có chi cô bỏ lỗi nha. Đến ngày đó lỡ một trong hai người biết rõ mặt nhau, bất chợt không giống như mình tưởng tượng thì sẽ thế nào ha? Nhưng mà cái chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Nè, cái ông Bắc Kiến có nói gì không? Tao có hỏi mà ông không nói gì hết à. Tao biết rồi, có lẽ đánh cho Sài Gòn đó. Thôi.
Tao sẽ hái mỗi thứ hoa một cái cắm vào đây để lo cho đám cưới của mày. Chọc tao hoài à. Kìa, quyết định xuất phát, tất cả xuống thuyền. Alo, alo, tình hình yên tĩnh, không có gì hết. Mục tiêu trước mặt, củng cố công sự, củng cố cái gương mặt đẹp nữa chứ. Anh bám sát tôi nhé. Nói bậy chứ, anh mà có chuyện gì thì không thể nào phát hành trên đài được. Để tôi lượm cho. Giải phóng phát đi từ Sài Gòn. Thông cáo số 1 của Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam về cuộc tấn công và nổi dậy. Súng thì đẹp rồi, còn mặt thì coi kìa. Còn mình thì sao? Tôi biết không? Anh cán bộ phát thanh hy sinh mau đến nỗi mình trở tay không kịp. Anh ấy hẹn sẽ hát cho đám cưới của mình. Vậy mà
Nói với chị em lau súng xong rồi ra luôn mặt nha. Chị cho em đi tiếp tế chứ. Nguy hiểm lắm, em về đi. Các chị đợi em một chút. Không sao đâu mà chị. Kêu má cho chị. Má ơi, chị hai kêu. Má ơi, bộ đội về, anh em chưa ăn uống gì hết. Con lấy hết bánh tét ở dưới nhà đi. Con lấy rồi nhưng còn thiếu, anh em đông lắm. Lấy thêm trên bàn thờ kìa, cho khéo nha. Xin ông bà cha mẹ về vui với con cháu trong 3 ngày xuân. Xin phù hộ cho gia đình được bình yên sức khỏe. Ông bà thương tình xá tội cho con cháu. Các chị đi trước, em theo sau. Hôm nay không có bán đâu. Anh em đánh nhau cả đêm mệt lắm rồi đó. Tên bay đạn lạc cháu ơi. Cứ ăn cho nó rồi về. Nè. Ôi mẹ ơi, cha ơi. Cháu đem cho các chú đó. Cháu có đau không? Ráng này cháu. Không sao đâu chú. Hồi mình lên tướng, nghe kể chuyện chị Út Tịch, chị ấy nói còn cái lai quần cũng đánh. Bây giờ mình hết đạn, ở đây gạch đá thiếu gì. Nhanh lên, tụi nó lên đó, em chỉ một chừng. Bắt sống tụi nó, tụi nó hết đạn rồi. Bye.
Trung 1, Trung 2, sửa sang công sự, sẵn sàng chiến đấu. Trung 3, thu dọn chiến trường, làm công tác thương binh tử sĩ. Này này các cậu ơi, phải thật cẩn thận nhé. Này này này, đứng lại đây coi. Cô có đau lắm không? Chịu khó một chút. Trạm quân y cũng gần đây thôi. Này cô có điều gì muốn nói không? Nhẹ nhàng các cậu nghe, cô ấy bị thương nặng lắm đó. Thôi đi đi. Người quen của anh hả? Không. Mang trên lá giọt nắng vu vơ, một lời hát lạ trôi đến vô thường, nỗi nhớ êm đềm từ xa khuất chiều. Chân trời